Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị và các bạn đã dành đến những tiết mục biểu diễn qua phần thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. Và ngay sau đây thì Dương Chiến xin được mời tất cả quý vị hãy cùng thư giãn qua tiết mục ảo thuật hấp dẫn do ảo thuật gia Taylor, đôi tay vàng ảo thuật Việt Nam biểu diễn. Quý vị thân mến, vào năm 2008 tại Hà Nội có tổ chức cuộc thi Festival Magic Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Hội ngộ và trung hùng giữa các ảo thuật gia Việt Nam với nhau. Và ảo thuật gia Taylor đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi này. Hiện anh là thạc sĩ, ảo thuật gia Hiệp hội ảo thuật quốc tế IBM, thành viên cộng đồng ảo thuật gia thế giới IMED Hoa Kỳ. Và gần đây nhất vào tháng 12 năm 2020 thì ảo thuật gia Taylor cũng đã xuất sắc nhận giải nhất tại Liên hoan ảo thuật quốc tế trực tuyến. Và ngay sau đây thì Dương Chiến xin được mời tất cả quý vị hãy cùng hướng về phía sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ảo thuật gia Taylor. Thank you.
Xin được cảm ơn ảo thuật gia Taylor, đôi tay vàng ảo thuật Việt Nam đã mang đến cho chúng ta một tiết mục nghệ thuật hết sức hấp dẫn vừa rồi. Và xin được mời tất cả quý vị ạ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng phần biểu diễn rất tuyệt vời của ảo thuật gia Taylor. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh và xin chúc anh thành công hơn nữa trong công việc nghệ thuật của mình.